Bộ phụ kiện chiến game siêu mật của Toriyama gồm có kích âm GS100, kích âm GS200 có màn hình hiển thị và chỉnh được thông số, tai nghe HyperX Cloud Airbuds 2, tai nghe Piva S5. Cả hai loại đều có thể nghe nhạc và chiến game siêu mượt. Jack DS7 có 7 cổng giúp cho thiết bị có thể dùng thẳng mạng LAN, không lo bị giật lag như khi dùng Wi-Fi và có thể cắm được cả kích âm. Ốp iPad Pro 11 inch có đường sạc sẽ dẫn xuống dưới, tránh tình trạng tì tay làm hỏng dây cáp sạc. Bề mặt nhám dễ cầm, thoáng khí và có khoảng trống để gắn sò lạnh. Cáp chữ L dành cho những bạn không thích dùng ốp hoặc máy không dùng được ốp và tránh tình trạng dây cáp bị hỏng do tì tay vào. Sò lạnh thì gồm có 4 loại, hai loại đầu tiên là dùng cho iPad lẫn điện thoại, đó là GT29 cùng có 3 chế độ. HB5 cũng có 3 chế độ, con này cực khỏe và đẹp. Có thể dùng miếng dán, dùng đai hoặc là tự hút. Điện thoại thì có BD7 dạng kẹp dành cho những máy không có tính năng tự hút. Tiếp theo là BX7 tự hút dành cho những máy có tính năng tự hút. BD7 và BX7 là hai con sò lạnh tốt nhất dành cho điện thoại bởi vì nó có tính năng tản nhiệt cả CPU. Chơi game vừa sạc vừa nghe thì chúng ta sẽ có jack Lightning dành cho điện thoại như là iPhone và jack Type-C dành cho những thiết bị dùng chân sạc Type-C. Hai jack đều sử dụng chân tai nghe 3.5 và chiến thần bao tay Piva. Bao tay được bọc bằng sợi bạc nên cảm ứng rất nhạy, mỏng và thoáng khí. Một hộp gồm có 5 đôi. Anh em đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số Zalo 0343029668. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tori. Hôm nay mình sẽ làm clip với ạc của bạn Hoàng Hồng nha. Thì cũng nhân tiện là ngày mai là ngày mùng 5 thì cũng chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc bạn tuổi mới này có thật nhiều sức khỏe này, tràn đầy thành công và hạnh phúc nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã donate ủng hộ kèo cho mình. Cảm ơn bạn Hoàng Hồng nha. Hình như mình nhảy kịp. Vẫn nhảy kịp anh em ạ. Mọi người nếu mà ai mà chiếm được cái chỗ này thì khá là cũng khá là ngon này. Đi từ đầu này vào xong rồi vòng ra chỗ sảnh chính là được. Ủa phải. Đâu ra cái súng gì mẹ. Mẹ. Ui ui, đông thế. Chơi game. Xuống trả thù anh em ạ. Bên kia bắn nhau. Trời rõ ràng tôi thấy nó không cần súng. Đâu ra. Tôi lại làm nó lôi ra được cái súng. Sọt gân cũng lôi ra cái sọt lên 2 nốt rồi. Mấy đồng đội hơi ổn anh em ạ. Lên 2 nốt. Ui ui, nó vẫn còn. Này. Mày đây. Đã không có đạn rồi, cứ thích đuổi hoài, đau quá. Từ từ xuống bốn vào đây trước đi, vào bơm máu trước đi. Ông vào bơm máu đi. Ôi giời. Nó chạy, nó chạy, nó chạy. Đâu bắn đấy. Ủa. Đấy, tao biết kiểu gì cũng ra mà. Đấy à. Biết kiểu gì cũng ra mà. Ôi giời, số 4 ơi. Bọn này đuổi mình em ơi, đuổi mình này. Có tiếng rút chốt thì phải. I'm recalling a teammate. Thanks. Yeah. Oh, sorry. Xuống đây trả thù à? Awesome. Đi chơi cẩn thận. Ai à? Ai à? Nice. Đây awesome. Thì mấy thằng cựa ở đây. Chơi gì ghê vậy trời. Đồng đội còn chưa cả kịp nhặt cái khẩu ấy anh em ạ. À quên thẻ vệ sinh. Bên kia có răng rồi. Tầm này bắn ngốt luôn á. Sau đây anh em nhớ dạo này bị viêm amidan. Bình luận hay nhào thì sẽ bị ngứa cổ. Cây ho. Rồi, nó một. Ủa? Cả thằng bên dưới đó. À, thằng này nhìn quen quen nha. Hình như thằng này lấy bị mình giết. Giờ nó xuống nó trả thù mình này. Gì ghê vậy trời. Con xong sẽ biến thành tự gái luôn. Nó chạy, nó chạy. Mày đi đây. Ôi. Phải thế. Thế awesome. Cho nó nhanh. Bên kia còn tiếng súng cơ. Bạn đây.
có lỡ những phần mềm thứ ba thì mình tắt nhẹ đi chứ hơi sai sai rồi, hơi dính quá rồi đấy. Đi vào đây xem họ bắn này, nhìn lại chúng ta bắn nó cứ sao sao ấy đó. Ừ, nó bị ê ký là coi xong nó bị tự ái á. Mình chơi game đúng kiểu chơi game giải trí luôn. Cái này bắn nhau à? Ghê ghê. Mẹ chuẩn giải trí luôn á. Cái gì nó ra để xe xong nó vào bò. 6 giờ sáng hả? Cái dao này. Ừ. Còn một thằng ngay sau bờ giáo nhá. Awesome. Ê thế cái bị ui đâu? Ui. À đi ơi. Ôi ôi đâu không này. Xe đáng yêu quá. Quay đi. Từ từ, từ từ, từ từ. Đấm cha phê. Băng vào lần kịp, băng vào lần kịp, băng vào lần kịp. Ê, sợ nó cam cầu nó vỡ mồm. Đấy, bịt ngay mà. Cơ đồ. Đi rồi, quay đi rồi. Càng có thế thì chịu sao được. Bạn cứ cứu đi, bạn cứ cứu, nó bơm móng rồi. Cứu được không? Cứu làm sao được? Thấy có bộ tự cứu là rất gạt. Ok, bị trời. Bạn chơi cái giờ đúng. Trễ luôn các bạn. Chơi cái giờ gì đâu không á. Ôi giời ơi, tôi chết rồi mình ơi. Tôi nhảy xuống trước rồi anh em ơi. Nhanh thế. Nửa đêm. Mẹ, ra tôi mình vừa lắm. Phải nổi. Hết. Ôi, tớ xin nhá. Đây là sự kiện chơi. Ôi, trong cái đang cứu nhau rồi. Cứu phô là chết. Nó cứu hết cái thằng cứu nóc rồi. Sao mình có anh em ơi. Ôi, ôi xin trong. Nó vào, nó vào. Rồi, rồi trước là số 4 có bật mic mà đúng không? Hay tắt mic gì ta? Awesome. Em có tắt xong rồi. Dạ không chắc nhận thì biết làm gì vậy? Chờ chờ cuối cùng. Mày này. Trận đi đâu? Trận đi đâu? Còn thằng nữa đâu? Đây rồi. Bạn số 4 chết rồi. Gì cặn vậy trời. Hồi sinh xong cái ngủ luôn. Cho tôi hồi sinh xong tôi đi nằm ngủ luôn rồi. Không được đâu bạn để ơi. Để mình hồi sinh cho. Hồi sinh trong này này. Để mà lấy thẻ hồi sinh. Ông ơi nó ngoài này ông ơi. Cho tôi nằm với đáy xã hội luôn mà. Trời ơi. Em bắn gì bắn dữ vậy mấy em. Có thằng quay. Có thẻ kìa. Ui, bắn dạ, xong rồi, đông ấy, mấy thằng đây ạ. Chủ gì sẽ chết. Chết rồi. Ba đặt cướp máy biểu. Số 2 nhà thẻ cho số 2. Số 2 nhà rồi. Ôi rồi mình nhặt rồi, mình không đi bắn nhau đi, mình ngồi đây là như nào. Đẩy xuống này. Gọi nốt ông trồn vào cái. Ông trồn chết rồi. Trồn chết rồi. Ngoài sảnh số 2 ơi. Chứ giờ ông sống cứ lúc mẹ mất luôn thì quên mất chưa nhật. Quá là top luôn. Chết lần nữa nha. Awesome. Đi tham lam cái đã. 205, 206. Rồi nó mua thằng bên này. Còn thằng bên kia nữa. Thằng này không chịu ngó ra nhỉ. Trốn trốn. Rồi bắt đầu di chuyển này. Thôi. Tìm mình các nguyên chuỗi luôn. Sao? 204, 205, 206. À. À. Khi thủ, khi thủ.
Này gọi là duyên. Thì trời. Ừ. Số 2. Số 2 bắn đi. Bắn lâu thế. Có bọn là đẩy vào nha em ơi. Anh em thông cảm nhá. Mình đang bị ngứa cổ, sợ bình luận nhiều. Nói nhiều là nó số sẽ bị em. Kiểu ngứa cổ nó ho anh em ạ. Awesome. Ê. Sao anh? Trận này đi ngủ là vừa. Đi rồi. Quý đâu vậy? Có thằng lên, đúng rồi, có thằng lên thì phải. Thì cố lại tinh thần xem nó đỡ ngủ không. Cái gì vậy né? Ui, có tôi ba ở trong đấy chứ giờ phải 20 kill rồi đấy. Ui, có ốp rồi, thằng này có ốp rồi. Tôi về, các ba bị nhầm. Mới có 19 kill thôi. Ủa trời ơi. Ủa thế, ôi dồi. Thêm kill nữa mới vừa. Mày này. 19 kill rồi. Còn tính nhảy anh em ạ. Còn. Trời ơi. Ở 20 rồi nè. Thằng kia hòa sói nó chạy mất tiêu rồi anh em ạ, không bắn kịp. Đâu, tôi thấy ạc này cũng... Ui ôi. Ui trời ơi, mấy ông này không biết chui ra từ đâu này, đồ ngon luôn này. Giờ mình mà vào để bút thêm đạn nhá, thì phải tầm... Ông đang ở trong đây. Cộng thêm 3 người nữa là 5 trên 75 viên anh em ạ. Mà chắc chả bắn hết đâu. Không vô giảm thôi. Không bắn hết đâu anh em ạ. Chắc ông này đã sợ quá. Ngồi ý là tí nó lao lên á. Nó không bắn gì hết luôn. Rồi mình đúng có thằng cái đấy rồi. Cho nó thắt túi các bạn. Ui tìm nó đông lắm bạn ơi. Đi về đây. Mình bảo chạy về đây rồi. Có một thằng này. Ui ồ đông thế. Thằng này khó rồi. Từ từ kiếm chỗ góc khác. Ngoài bó nữa. Ê ý là hình như có tiếng bom hay gì bên này rồi. Ê, thằng này ở đâu ra đây? Trời ơi, đùa. Mày này, cam này. Nè, tao bị móc ạ. Thôi, tôi nhảy thì báo tới đây rồi, đồ quán vô đây quá hiểm. Các bạn nữ trong trận lúc nãy thì bạn không có để avatar anh em đâu. Thực ra là mình không có check được nha. Ôi, mình cả một đứa chạy có súng rồi đấy. Ui, chạy đâu lợn ơi. Chạy đâu ơi lợn ơi. Đã cầm được súng rồi, nhanh lên. Ôi. Awesome. Mày nhảy. Mày nhảy. Trên này, trên đầu mình. Dưới cũng có luôn này. Đầu chưa. Awesome. Bay lên bên đó. Hai thằng. Ui lại thêm thằng nữa kìa. Thằng này đâu chui ra vậy nhỉ? Vẫn còn tiếng nha, vẫn còn tiếng anh em ơi. Awesome. Rồi. Awesome. Awesome. Chạy vào này. Chạy vào. Awesome. Yếu sao ấy, chạy này. Chạy đâu bạn ơi. Awesome.
Watch out. Dưới có người, có thằng mới chạy vào. No. Còn trên nữa. Awesome. Con thì kiểu thôi, tôi bắn cái sau kia bố thôi. Yếu này, thằng này trúng viên ốp rồi. Ui. Phí thế. Awesome. Awesome. Please recall me. Đây đây đây. Hôm nay đi đâu rồi? Đi với đồng đội cho nó rộ. Đây đây có chiếc xe này. Lộ rồi. Đây được rồi. Ô, xe không có mình à? Từ té mình nhóc này. Ui giời ơi. Để một thằng bên kia nó spam mình anh em ạ. Thôi xuống trả thù. Đồng đội mày bỏ rồi đúng không? Mua cái awesome. Việc mấy ai ổn thế không biết. Nửa đêm nửa hôm rồi. Cái lần nào về cuối như thế này nè. Anh em mình mà giữ được có mẹ vú. Mày quát được chưa nhà đồ của mình? Xe tới, xe tới. Số 1 mà. Số 1 trích vị trí ảo lắm anh em ạ. Có mấy thằng Endo này. Địch chỗ nào không biết. Phải chơi liêu thôi, biến sói vòng luôn. Mê, giờ cam thì phải làm thế nào? Nhảy xuống rồi. Có tính nhảy vào trong phòng này. Còn thằng nữa. Team Việt Nam mà. Có nốc. Nhà nào không? Chấm rồi. Watch out. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Một viên này. Mẹ gớm mày. Hay á, hay á, hay á. Về ốp chắc rồi. Ừ. Tự tin. Chắc ông này, ông ấy biết mình phải ốp chúng nhỉ. Một là ăn hai lời cốt mà. Thì quả đó mà ăn được thì quá đẹp. Chắc là ông ấy nhìn thấy thanh máu của địch cũng lên ý. Trên đâu mà có. Trên kênh thế giới mà. Chạy bộ nha, chạy bộ nha. Mình cũng chỉ chơi có. Đấy, lại chơi kiếp. Chạy phía trên. Kiếp gì. Nhìn tinh vậy nhỉ. Vừa ping ở phía trên nóc này. Nói chung là kênh thế giới anh em ạ. Cũng không biết thế nào mà lần thì nếu mà mọi người mà không tin tưởng thì tốt nhất là chỉ lên chơi đúng một ván xong mọi người phải out ra nhá. Thì không chẳng chẳng may bị ban là mình sẽ bị ban lên đấy anh em ạ. Người ta ban 10 năm là mình sẽ bị ban 1 tuần, 1 tháng, 1 năm gì đấy. Càng vi phạm nhiều thì okay. Càng chơi với hack nhiều thì càng ấy, càng bị ban lâu. Mình kìa vẫn lâu lấy ngựa đi luôn đấy. Kìa vẫn đang bắn nhau kìa. Ê thằng nào bom ấy à, cái gì gần nổ gần đấy. Ôi khác team rồi. Ok thằng nào phía bên này này. Từ từ chẳng chẳng bên này. Nốc luôn này. Không vào được rồi. Ui tí thế. Nó bắn luôn rồi. Mẹ mày bắn tao là mày ngu rồi. Còn thằng cuối anh em ơi. Mày bắn tao tao mà ra đây thì mẹ mày làm gì được tao nữa. Đen nó một đống nó kìa. Đéo phải mỗi người. Nói đi bạn ơi. Hai đống luôn luôn á. Đúng rồi. Watch out. Rồi lần này kè cho tao nghe. Số 3 kè nghe số 3. Nó hồi. Ơ chết. Đó tao biết ngay.
Tên là sao? Kêu anh em kẻ dùng trước chứ nhìn cái kiểu mau luôn. Thôi, đây ông này này. Cái này 10 chấm, kêu nhiều nhất là 32 kêu. Ôi mình cứ phán cho lành. Anh em nạp UC cũng như là mua phụ kiện để chiến game súc mật thì liên hệ qua số Zalo 0343 02 9668. Anh em mua bán nạp thì qua shop của mình là todisama.net nha anh em.